Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Con chào ông bà cậu cháu. Hôm nay hai mẹ con của KT sẽ đưa các bạn đi Costco. Hôm dài là lâu rồi KT không có quay Costco. Và hôm nay là thấy nhớ quá, vừa về lại đây là chỉ muốn đi Costco thôi các bạn ơi. Và hôm nay hai mẹ con của KT sẽ đưa các bạn vào trong xem ở trong đó có bán những món gì đại hạ giá hay không nha. Bây giờ là hai mẹ con quên nói với các bạn là đang ngoài bãi đầu xe của Costco cho nên không thắt dây an toàn nha, chứ để có bạn la là tại sao không thắt dây an toàn. Đã tới đây và đã tắt máy rồi, bây giờ chỉ vào trong thôi. Và bây giờ mình đi vào trong nha. Dạ. Vô là chạy lại mấy cái hàng sách của Costco. Wow, cái máy lạnh nè các bạn. Đang giảm giá 400 còn 320 à. Mùa hè sắp tới, bạn nào mà nhà không có máy lạnh nhớ mua nha. Đừng có để tới lúc mà mùa hè nó nóng quá bạn mua là không còn đâu. Ở Cali mùa hè đôi lúc nó lên tới 100+ độ, lúc đó là đi tìm không còn một cây quạt với lời máy lạnh luôn á. Mình bị rồi, mình biết. Và cái máy hút bụi này, robot phá kim 700, sale còn có 550 nè. Cái hiệu Roomba này quá nổi tiếng, chắc ai cũng biết phải không ạ? Cái máy xay thịt này sale còn có 70 thôi. Máy xay thịt này hiệu Ninja, hiệu này cũng ok lắm các bạn. Không phải là xuất sắc nhưng mà mình thấy xài ok, giá cả phải chăng. Chính khách cũng ok, 1000 quá nè. Xay thịt, rồi xay củ hành. Cách khi mà các bạn thấy người ta có cái này nghĩa là mình có thể bào hành, làm hành phi rồi đó. Cái máy kitchen ấy, hiệu kitchen ấy mà 6 khót luôn nha các bạn. Đang giảm nè, 400 còn 300 mà giảm tới 100 đồng off luôn. Thì người ta sẽ có cái màu này nè, màu đỏ và màu xám. 6 khó là to nha các bạn. Đây nè. Này vậy dùng để đánh bột nè, làm chả cá rồi đó. Mình đánh chả cá rồi. Cái máy này là 590W là mạnh đó. Cái máy nhà của KT màu đỏ mà mình hay chia sẻ các bạn là chỉ có 325W thôi, rất là yếu. Vậy mà mình xài mười mấy năm rồi các bạn. Cái này 590W là cao á. Bạn nào mà thích làm bánh mì nè, làm bánh nè, làm chả cá rồi nè, suy nghĩ tới cái này nha. Cái này thì ok đó. Lò chiên không dầu hiệu Gourmet 7 khóa này đang giảm còn 40 đồng cái à. Cái loại này mình thấy nhiều bạn xài lắm nè. KT thì không có xài loại này, nhưng mà có nhiều bạn cũng thích lắm. Tại vì vừa rẻ mà nó vừa to nữa các bạn. Chỉ có điều là các bạn suy nghĩ kỹ. Tại vì mình nghe có bạn nói là khi mà nướng lên thì mùi nhựa đó. Cho nên là suy nghĩ kỹ trước khi mua ha. Cái mà KT đang xài ở nhà là chiên không dầu là hiệu này, Sola Table 13 khối luôn, bự hơn, mình có thể nướng nguyên một con gà. Mình hay làm cái lò này lắm. Lò này mình xài cũng thời gian, mình thấy cũng thích. Giá cũng nhẹ nhàng. Đôi lúc sale còn 90 rồi các bạn, hay 80 nữa, tùy lúc tùy mùa nữa. Mà 100 đô cho cái này thì mình thấy cũng rẻ đó. Rồi chiên này to. Cái hiệu Tiger nồi cơm điện này không có sale, nhưng mà đôi lúc nó sale còn 70 rồi các bạn. Xài cũng ok, nói chung gia đình nhỏ nhỏ thì xài được. 5.5 khắp. Mình thì ít khi nào xài cái này lắm. Cái bộ chảo này á, thì 40 đồng, sale còn 30 đồng tới hai cái chảo lần. Non-stick hiệu OXO này, hiệu này rất là tốt nha. Mà mình thấy cái này, cái tay cầm cũng chắc chắn nữa, đẹp á. Tới cái máy hiệu Vitamix. Vitamix thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái máy này làm sinh tố là rất là mạnh. Thì kỳ này mình thấy người ta cho thêm hai cái bình đó nữa. 400 mà sale còn 300 mà cho thêm hai cái bình với là hai cái ống hút. Hai cái ống hút đó là mình có thể sử dụng hoài, rồi cũng rẻ đó. Mấy cái máy mà bạn mua hiệu Ninja thì không có xài bằng này đâu nha các bạn, cái này mạnh lắm. Xài này thì KT xích hơn, tại trước có tiệm cũng mua cái này xài nè. Thì đây là cái Ninja mà mình mới nhắc các bạn nè. Ở 70 sale còn 55 đô, cái này cũng mạnh lắm nhưng mà xài nhiều quá thì nó sẽ bị hư nha, bị cháy máy. KT xài này chắc cũng cái thứ ba rồi các bạn. Tại vì mình dùng dữ lắm, mình xay dữ lắm. Xay nhiều quá thì nó chết các bạn, nó cháy máy. Nhiều bạn hỏi mình là dùng cái máy nào xay thịt, xay cá, xay rau củ và làm hành phi. Nói về máy xay thì dùng Cuisinart. Còn máy đánh bánh, đánh bột đó là dùng KitchenAid. Cái này nó là 13 cấp nha, 13 cấp mà 149 đồng 97 là rẻ đó. Tại hồi xưa 13 cấp là 200, đôi lúc người ta sale còn 160, còn giờ là không cần sale luôn cũng giá này. Hôm bữa cái này clearance sale rẻ rề luôn, nay không còn sale nữa. Ba cái thao 20 đô cũng rẻ đó. Mình thích cái thao này lắm các bạn ơi, mà nhà nhiều thao lắm rồi. Hôm bữa sale mình nhớ mình làm còn 12 đồng hay 10 đồng vậy á.
Trong đây là người ta có sẵn dung lượng cho mình luôn, cho nên là khi mà mình đong đo cân đếm gì đó cũng dễ. Ở dưới nó có bằng silicon nè. Wow, cái này mình thấy ngầu quá, tuy là không có sale nhưng mà giá cũng rẻ nha. 50 ounce, 14.99, giữ lạnh. Mùa hè mình cần những cái này nè. Hồi giữ lạnh uống lâu lắm. Có ống hút trong này luôn. Màu trắng mình thích nữa nè. Ví dụ như mua nước mía đó, hay nước dừa đó, mình bỏ ở đây mình giữ lạnh cả buổi luôn, mình để dành mình uống. Wow, Costco này ra ba cái rổ này nhìn ngầu quá. Có 19.99 nè, đẹp quá nè. Wow, ít quá. Wow, 19.99. Nè, cho các bạn xem. Trời, nhìn chắc chắn dễ sợ luôn á. Cứ vô trong Costco là cái gì cũng muốn mua á, các bạn công nhận không? Cái gì mình cũng mua đem về nhà xài. Cái này dishwasher safe. Cái này là cái size từng cái nè. Wow. Wow, cái bộ dao này người ta đang sell clearance nè các bạn. 10 piece 149.97. Mỗi lần các bạn nhớ nha, thấy cái ngôi sao và .97 hay .00, nghĩa là cái giá đó là giá người ta đang giảm giá mạnh, người ta muốn tống đi hết. Hiệu này mình thấy rất là nổi tiếng luôn á. Bình thường mình nghĩ cái giá không phải giá này đâu. Còn hiện tại ở nhà Katie là dùng hiệu này, 149.99, là hiệu Kangshan nè. Mình dùng hiệu này, cái bộ màu trắng. Mình mới đầu mình thích lắm các bạn, nhưng mà dĩ nhiên dao mà mình xài thời gian nó không có còn bén như xưa. Lúc mới mua về bén thì bén luôn. Còn cái này thì không biết làm sao ha. Cái hiệu này bạn nào xài rồi nhớ nha, nhớ với, chia sẻ với Katie với. Wow, cái này cũng sale quá trời sale nè. 22 đồng sale còn 17 đồng thôi. Sale 5 đồng off. Nguyên một cái bộ như thế này. Mấy cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Có thêm một cái dĩa nhỏ nhỏ rồi có cái mâm nữa. Để mình coi coi. Đây nè, lấy ra quay cho các bạn xem. Người ta để người ta trưng Costco, mình thích cái là biết sao. Tất cả những món mà người ta muốn bán, người ta đều để ra trưng cho mình thấy hết á. Để cho mình dễ hình dung á. Nè, thêm một cái mâm, cái mâm ở dưới. Wow, hay ha. Này nhà mà ai có hay có tiệc tùng á sẽ rất là thích luôn á. Wow, bốn cái tô này cũng đang sale luôn, 16 đồng sale còn 13 đô nè. Nguyên cái set này là bốn cái tô trong đây nè các bạn. Mình mở cho các bạn xem. Wow, nó nặng lắm nha, đã quá, chất lượng rất là tốt luôn, cầm thích lắm. Cái tô nhìn chắc chắn mà cầm rờ vô cũng đã tay nữa. Có bạn nào xài này chưa? Bạn có thích không? Có gì cho Katie biết với. Ồ, cái bộ chén này đang sale nè. Bộ chén này bình thường 11 đồng giờ còn 8 đồng mà. Mấy cái chén này dễ thương quá. Ồ, dễ thương quá. Cái set này cũng rất là chắc chắn luôn mà, cái màu đẹp lắm. Mà 11.99 cho 6 tô. Cái tô của nó nè các bạn. Cái này là to hơn cái gì rồi nha. Cái này là cái tô. Không phải to lắm nhưng mà gấp đôi hai cái chén á. Nguyên set của nó là như này. Nguyên cái set này cũng đang sale nè các bạn. 49.97. Có ngôi sao luôn nè. Bình thường cái này mình nhớ không làm là 70 đô nha. Nay sale 20 đồng off là giảm giá clearance. Người ta muốn tống đi á. Bình thường là mình rất là thích mua mấy cái này, mình để trên kệ rồi các bạn. Mà bây giờ mình thấy thôi nên tiết kiệm lại, kinh tế khó khăn á. Cho nên là cái nào mình thật sự rất là cần thì mình mới mua. Còn không cần thì thôi đừng có mua các bạn. Kế đến mình đi qua mình tìm đồ mùa hè, quần áo nha các bạn. Bây giờ mùa hè sắp tới rồi, trời rất là nóng. Cho nên là mua mấy cái đồ này cho mấy đứa nhỏ mặc nó mát lắm các bạn. Mấy cái giải này nè. Thì cái này 12.99 cho hai cái. Mà cái giải này là giải thun lạnh á, mặc mát lắm. Ta có nhiều màu, màu xanh nè, rồi màu xanh lá rêu, rồi màu đen hoặc màu xám nữa. Mua mấy cái này cho gia đình. Rồi có mấy cái quần này nữa các bạn. Mấy cái quần này nó cũng mỏng mỏng, mặc mùa hè cho mát. Đi chơi xa như là mấy nước châu Á đó, nóng lắm. Cho nên mua mấy cái này mặc nè. Mình mua cho ảnh 6 cái. Còn cái váy này các bạn, nó vừa là váy vừa là quần, có 9.99 là mà mặc mùa hè mình nghĩ cũng mát luôn. Bạn nào mà muốn đi Việt Nam chơi hay đi những nước châu Á vào mùa hè đó, hay là đi biển nữa các bạn. Nè, ở phía trong là có cái quần, ở ngoài là cái váy. Nhìn thích chưa? Mặc rất là thoải mái luôn.
Còn cái quần này á, là có 14.99, mà mình thấy mặc cũng mát lắm các bạn. Đây nè. Nói chung mùa hè thì mình thích mặc cái gì mà nó nhẹ nhẹ và nó mát á, mấy cái vải thun lạnh rồi đó. Cái này có túi quần luôn nè, nó cũng tiện. Mặc cái này tập thể dục cũng được nữa. Màu xám, có luôn màu đen nha. Màu đen, cái này là màu xám đen nè, màu lông chuột á. Còn này là màu xám và có thêm màu rêu nữa. 14.99 rẻ. Bây giờ mình đi mua mấy cái áo mặc mùa hè. Mình hay mặc cái này nè các bạn, mà hôm nay mua nó sale rẻ ghê. 13 mà sale còn 10 đồng nè. Mùa hè các bạn thấy mình đi Việt Nam hay mặc mấy cái áo này nè. Nó mát lắm. Mà ba cái có 10 bạc à. Cái loại vải thun lạnh này nó mát mát mặc đã nó. Mỗi lần mà hôm bữa mình mua mấy cái luôn, mua cũng ba cái này là 9 cái mà không có sale. Nay sale nè. Cho nên là mình sẽ mua 2 cái có 6 màu luôn, 6 cái mà có 20 đồng. Đôi dép này là đang sale có 9.97, này là super sale clearance luôn á, 9.97 ngôi sao nè. Là người ta muốn là không bán nữa. Mấy cái đôi như thế này có 9.97 sale nè các bạn. Mang cũng êm lắm. Có màu trắng và màu đen. Cái này mình mang đi biển nữa các bạn, hay là mang ở ngoài vườn cũng được. Còn cái nón này cũng super sale luôn các bạn, clearance luôn nè. Có UPF 50 luôn á, 9.97 cent. Cái nón này 9.97 cent, mà cái loại này không phải là vải cotton nha, mà nó là một cái thuộc dạng loại vải mà thun á các bạn. Nó dễ mang lắm, mang mình thấy nó mát lắm á. Mình thấy có nhiều bạn thích cái mền này lắm. Cái mền này mình có thể gấp lại rồi mình đi picnic nè. Đang giảm còn có 20, bình thường là 27. Hả? Đi picnic đồ mình trải nó ra mà nó nhẹ nữa. Có nhiều màu, nhẹ hiu rồi các bạn. Trong những cái mà mình thích ở Costco đó là cái khăn nha các bạn. Khăn tắm. Khăn tắm Costco là made in India cũng nhiều. Mà giá thì phải chăng 6.99 một cái khăn tắm. Mà nó mịn lắm các bạn. Nè. Hôm nay để mình coi cái này, loại này made in India hay đâu nha. Bình thường là made in India. Đúng rồi các bạn, made in India nè. Mình hay dùng mấy cái khăn tắm này. Không biết các bạn thì sao chứ Katie thích bộ ra giường của mình lúc nào cũng màu trắng các bạn. Không thích đủ màu, không thích màu gì ngoài màu trắng cho nó sạch. Thì thường thường là Katie sẽ dùng cái hiệu này, hiệu curtain màu trắng này nè. Loại 680 thread count á. Mà hình như mình thấy cái này nó chưa bao giờ nó sale luôn. Hay là mình không biết. Mình lúc mình mua mình không bao giờ thấy nó sale các bạn. Các bạn nào mua rồi mà có để ý nó sale nhớ cho Katie biết chứ. Để mình nhắn với lại những bạn mà đang cần á. Chứ thật sự Katie mua họ lần nào cũng không có sale hết trơn. Nhưng mà thiệt, mình bỏ tiền ra mình mua 80 đô nhưng mà nó xài lâu lắm. Và nó rất là giống như là mát và mịn á. Còn mình mua, mình cũng có thử mua ở những nơi như TJ Maxx á. Chất liệu nó không có giống nhau các bạn. Tuy là nó rẻ hơn có 20-30 à. Mà chất liệu không có giống nhau và mua về không có xài được luôn á. Ồ, cái quạt gió này 40 mà sale còn 32 đồng nè. Bữa mình thấy nhiều bạn cũng thích cây này lắm nè. Mà nó cũng thấy cũng ok ha. Đây, bên đây nó có một cái cái chuông wind chime cao lắm. Wow, cái này cao thiệt là cao luôn. Bữa mình có quay cho các bạn nè. Cao lắm luôn á. Chuông gió, cái này là gọi là chuông gió. Chuông gió thì không thấy giá. Đất Padding Mix á, organic luôn các bạn, hiệu Miracle Grow á, đang sale còn 8.69 nè. Hôm bữa mình thấy nhiều bạn mua cái này lắm nè. Dành cho bạn nào mà trồng cây trong chậu rồi nha. Nếu mà bạn nào muốn á, thì vô đây mua những cái phân cho vườn của mình. Bông hoa, rau cải gì á, trong đây bán rất là rẻ luôn. Nguyên một cái hộp bự như thế này chỉ có 24.49. Mà tới 12.5 pound, rẻ quá trời rẻ. Và bây giờ mình quay những thuốc mà hiện tại bây giờ Costco đang giảm giá. Đó là 13.39 cho One A Day Woman Multivitamin nha. Nè, cái này nè. Thật ra Costco mà không giảm giá mình cũng thấy rất là rẻ các bạn. Giảm giá vài đô thôi nhưng mà không giảm giá mình thấy cũng rất là rẻ so với những nơi như là CVS. Small Depends Woman Formula 16.99. Wow, cái collagen này đang sale nè, 20 sale còn 16 đô. Nó tốt cho tóc, cho da và cho móng tay. Mình sao lười uống mấy cái này lắm các bạn ơi. Có bạn nào uống và các bạn thấy nó có thật sự tốt không thì để dưới phần bình luận dùm Katie với. Nhà Katie là thuốc nào cũng có, mua về cứ
mua về để review hay là mua về đu theo bạn bè, mà cuối cùng mua về là không uống, là hết hạn rất là nhiều, mình thấy lãng phí quá chừng luôn. Mùa này là mùa phấn hoa, mùa xuân á các bạn, cho nên là rất là dễ bị dị ứng. Thì thường thường khi Ti hay uống cái này nè, khi mà bị dị ứng là uống này. Nhưng mà nhớ nha, khi mà bạn nào bị dị ứng nặng là uống cho tới khi mà nó hết rồi vẫn còn uống thì nó sẽ tốt hơn. Chứ mà mình thấy mình hết rồi mình ngưng là không phải đâu, cái này phải uống hoài các bạn. Thì cái hiệu khớt lên là mình thấy mình hợp nó nhất, đang sale còn 8,5 đồng à, mà nó rẻ các bạn, 365 viên có 8,5 đồng à. Hiệu khớt lên mình tài lanh lắm, bạn bè mình mà bị dị ứng là mình mua cho người hủng vậy nè các bạn, tài lanh vô cùng luôn. Mà một hũ 365 viên uống lâu lắm mới hết các bạn ơi. Bạn nào mà dị ứng thì có thể thử nha. Hồi lúc xưa mình bị dị ứng nặng lắm, mình uống đủ loại á, Allegra nè, rồi hiệu Claritin nè, nói chung là Zyrtec, không có hiệu nào mà mình chưa uống hết đó. Tại vì khi thì bị dị ứng rất là nặng luôn á. Nhưng mà sau này á, mình hợp với là cái hiệu của Kirtland, hiệu Costco, nên mình chuyển qua, mình vừa thấy rẻ mà nó vừa hợp, mình vui quá chừng luôn. Nên ai mình cũng chia sẻ hết trơn. Nè, hồi xưa mình uống mấy cái hiệu này, hồi xưa là phải có tòa bác sĩ mới uống được nha. Zyrtec với Allegra đó, bây giờ là không cần, vô Costco là có hết, mà giá lại rẻ nữa. Costco có bán cái này, chín cây để thoa môi á các bạn, dưỡng môi á, 14.99. Loại này mình thấy xài cũng ok. Nhưng mà nói về loại mà dưỡng môi thì mình thích cái hiệu Lành Nấy, cái loại mà tiệm 7 Bosa đang bán mà Casey đang dùng mấy năm nay á. Mình không thể sống thiếu nó các bạn. Mà nếu mà các bạn không muốn xài, các bạn có thể xài cái này, nhưng mà mình thấy cái cây, cái mà mình đang xài mình thích hơn cái này. Costco cũng bán Pocky nữa, hổng rài mình ngồi cũng không chú ý cái này. Hôm nay mình thấy nó có loại Strawberry luôn, 8.99 cho 12 hộp. Nè, 3, 6, 3. Wow, cái này có Cookie and Cream, ngon quá ha. Hồi còn nhỏ thì rất rất là thích ăn cái này, Rice Krispies, lúc còn nhỏ, lúc là mới qua Mỹ các bạn. Rồi lớn lên cũng thích ăn, mà bây giờ hình như là lớn tuổi rồi, cái tự nhiên mình giảm ăn lại, cho nên mình không thích lắm, chứ hồi xưa là ghiền luôn á. Rồi hôm nay thử thách là, trời, lần đầu tiên khi Thi đi mua mà không có nhiều đồ, đa số là mua cho gia đình, với lại Thi mua mấy cái áo các bạn, áo mùa hè các bạn, cho nên là kỳ này không có mua gì nhiều hết trơn á. Bây giờ đi ra tính tiền nha. Mua có mấy món như vậy thôi nha các bạn, mà là 242 đô. Có mấy bộ đồ cho chơi đền nè, mấy cái áo cho mình nè, và mấy cái nón. Gia đình hôm nay đi có vui không con? Đâu đâu, con nói nghe cô, ông bà cô chú nghe nè. Hôm nay con đi có vui không? Con nói nhỏ quá ông bà cô chú không nghe đâu. Dạ có. Vậy đó hả? Gia đình đi chợ với mẹ gia đình vui lắm. Đó các bạn ơi, các bạn có thích những món KT quay hôm nay không? Nếu mà thích nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Và video tới đây cũng dài rồi, hai mẹ con bây giờ sẽ đi tung tăng. Mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, ăn lành và hạnh phúc nha. Con cảm ơn ông bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ của con. Cảm ơn gia đình. Thank you for watching. Bye bye. See you next time. Nhân dịp lễ Mother's Day và Father's Day sắp tới, tiệm trang sức PJ Jewelry có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US 1 1 carat giá thường là 900 đô, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Hiện tại tiệm vừa về tới những vòng trầm hương 108 hạt. Giá thường là 900 đô, nay giảm còn 300 đô. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Lễ sắp đến không biết mua gì tặng mẹ, cho cha, cho vợ, cho người yêu. Bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm Phước Lộc Thọ nha các bạn. Trên tầng 2, trên lầu đó, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó.
Thank you for watching. Bye bye. See you next time.